Xin chào tất cả quý vị bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết giá xe tổng ngon bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Honda Civic ạ. À. Chiếc xe Honda Civic khi mà sang tháng 2 năm 23 này đang có giá cả như nào, tổng ngon bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho một cách chiếc cụ thể. Chiếc xe Honda Civic nó thuộc phân khúc của dòng xe hạng C, cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Toyota Corantis, chiếc xe Hyundai Elantra, Mazda 3, hay là rất nhiều xe trên trường Việt Nam ạ. À? Ok, xin phép được đi vào chi tiết từng phiên bản ạ. À. Đầu tiên, giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda Civic, bản E, à, bản thấp nhất của dòng xe Honda Civic à. Với giá mít của chiếc xe này đang là 730 triệu. Sang tháng 2 năm 2003 này thì đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 700 triệu tròn nhé. Tức là đang giảm giá cho anh em là 30 triệu tiền mặt đấy ạ. À. Vậy thì chiếc xe Honda Civic bản E này Lãi nội đang là 810 triệu ạ à. Còn ở tỉnh thì đang là 777 triệu Tỉnh áp thuế 100 thì đang là 792 triệu Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 795 triệu Còn trả góp thì đang là 258 triệu Tỉnh thì đang là 225 triệu Tỉnh áp thuế 100 thì đang là 240 triệu Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 243 triệu có một giá tốt hơn hay khuyến mại nào tặng phụ kiện là sao chi bánh nào thì anh em hãy có điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe honda civic bản bản g ạ à. với giá mít của chiếc xe này đang là 777 triệu sang tháng 2 năm 23 này thì đại lý chúng em đang bán cho bây giờ đang là 740 triệu ạ à. tức là đang giảm giá cho anh em là 30 triệu tiền mặt ạ à. Vậy thì chiếc xe Honda Civic bản G này là nội đang là 855 triệu ạ. À. Còn ở tỉnh thì 821 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì là 836 triệu. Và ở thành phố Minh thì là 839 triệu. Còn đối với trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 271 triệu. Tỉnh thì đang là 238 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì là 253 triệu. Và ở thành phố Minh thì đang là 256 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em muốn gửi vì giá xe Tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp Lá số hàng như thế nào Thì anh em điền tin Như tên, địa chỉ, số điện thoại Loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp Để em đợi thông tin chi tiết nhất Cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ Ok, tiếp theo là giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda Civic Bản RS ạ Nó sẽ bản cao cấp nhất của dòng xe Honda Civic với giá miết của chiếc xe này đang là 870 triệu Sang tháng 2 năm 23 này Thì là chúng em đang giảm giá cho anh em là 30 triệu mặt Xuống còn với giá đang là 840 triệu Vậy thì chiếc xe Honda Civic bản RS này Lá nội đang là 967 triệu Còn ở tỉnh thì là 931 triệu Tỉnh áp thuế 100 thì là 948 triệu Và ở thành phố Minh thì là 949 triệu Còn trả góp thì đang là 304 triệu tỉnh thì đang là 269 triệu tỉnh áp thuế 100 thì là 286 triệu và ở thành phố Minh thì đang là 287 triệu các chi phí mà tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ biển số đăng ký đăng kiểm phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ok vậy giờ này nó giới thiệu cho anh em về giá xe cũng như tổng nhân bánh cho chiếc xe Honda Civic cho cả ba phiên bản rất là chi tiết cụ thể rồi vậy giờ này xin phép em sẽ dừng giao đây anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh nhé Để mình cập nhật về giá xe trong các dòng xe của Honda Cũng như các xe khác nhau Như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW Hay rất nhiều xe trường miền Nam Để trong sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất Ok xin phép em sẽ dừng giao đây Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn em đã xem này các em ạ